Kính chào cả nhà kênh Hoa Lan Thiện Phượng. Xin kính chúc đại gia đình ngày mới vui vẻ, sức khỏe và thành công. Hôm nay kênh Hoa Lan Thiện Phượng lại tiếp tục sưu tầm được một tác phẩm Quế Trắng Tháng 8 Thanh Hóa. Như trên màn hình cả nhà đang xem, với cái tiêu chí là sưu tầm những hàng đẹp và hàng VIP thì kênh Hoa Lan Thiện Phượng lại tiếp tục về được một cái cây VIP như trên màn hình cả nhà nhé. Và rất nhiều cây con, hai cây, một cây mẹ là cao 60, một cây mẹ là cao 50 và có 10 cây con. Và những cái tác phẩm này cả nhà sẽ xem trong những cái clip tiếp theo của em, là nó về em sẽ tạo ra một cái tác phẩm, xem cả nhà xem có ưng không nhé. Hàng này là hàng nguyên bản ở rừng Thanh Hóa cả nhà, lá xếp đẹp, cổ lá rất là chữ V rụt rịt, nói chung là hàng hiếm. Với cái tiêu chí là đa dạng mặt hàng cho cả nhà sưu tầm. Ngoài ra thì nhà em vẫn chuyên cung cấp các cái dòng đai châu Thái Thuần, rồi đai châu Lai, Quế Trắng Tháng 8 Thanh Hóa, Quế Trắng Tháng 8 Hòa Bình. Cả nhà mà có nhu cầu sưu tầm thì đăng ký kênh Hoa Lan Thiện Phượng với số hotline là 0978 379 479, và số Zalo là 0974165415. Lần cuối xin kính chúc đại gia đình ngày mới vui vẻ, sức khỏe và thành công. Hẹn cả nhà trong cái clip tiếp theo. Bye bye cả nhà nhé.